Xin chào và cảm ơn luật sư Đặng Văn Cường, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp đã tham gia chương trình hôm nay. Vâng, xin chào quý vị khán thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đi cùng với quyền thì sẽ là trách nhiệm của đại biểu Hội đồng Nhân dân ạ. Vậy thì trách nhiệm này được quy định như thế nào thưa luật sư? Vâng, trách nhiệm của Hội đồng Nhân dân là một trong những vấn đề tôi nghĩ là không chỉ có đại biểu Hội đồng Nhân dân cần phải biết, cần phải thực hiện, mà cử tri cũng cần biết để giám sát cái việc thực hiện trách nhiệm của đại biểu này, để sau khi kết thúc một nhiệm kỳ thì cử tri sẽ đánh giá là cái đại biểu này, đại biểu được người dân bầu lên là có trách nhiệm hay không, thực hiện trách nhiệm hay không, có xứng đáng với cái sự tín nhiệm của nhân dân hay không, để nếu mà nhiệm kỳ sau họ tham gia đề cử hoặc ứng cử thì chúng ta có thể là có những cái cân nhắc xem xét là có thể tiếp tục bầu họ hay không. Và cái trách nhiệm của đại biểu hội đồng dân này cũng là cái cơ sở pháp lý để đánh giá cái sự việc là hoàn thành nhiệm vụ hay không, và cũng là cái cơ sở để cử tri thực hiện các cái quyền làm chủ của mình. Thì theo quy định của pháp luật thì pháp luật quy định là đại biểu hội đồng nhân dân thì đầu tiên là phải có trách nhiệm tham dự đầy đủ các cái kỳ họp, phiên họp của hội đồng nhân dân và tham gia thảo luận, phát biểu và biểu quyết các cái vấn đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn của hội đồng nhân dân. Đại biểu hội đồng nhân dân thì không tham gia kỳ họp, phiên họp thì phải có báo, phải có lý do và phải có báo cáo trước chủ tịch hội đồng nhân dân. Và thường trường hợp mà đại biểu hội đồng nhân dân không tham dự các cái phiên họp liên tục trong một năm mà không có lý do thì thường trực hội đồng nhân dân phải báo cáo với hội đồng nhân dân để bãi nhiệm đại biểu hội đồng nhân dân đó. Đại biểu hội đồng nhân dân phải liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi mình thực hiện cái nhiệm vụ đại biểu và chịu sự giám sát của cử tri, có trách nhiệm là thu thập và phản ánh những ý kiến nguyện vọng của cử tri, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri, thực hiện các chế độ tiếp xúc cử tri và ít nhất là mỗi năm một lần phải báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và hoạt động của Hội đồng Nhân dân nơi mình là đại biểu, và phải trả lời những yêu cầu kiến nghị của cử tri. Sau mỗi kỳ họp của Hội đồng Nhân dân thì đại biểu Hội đồng Nhân dân phải có trách nhiệm báo cáo với cử tri về kết quả của kỳ họp và phải phổ biến giải thích nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, vận động và cùng với nhân dân thực hiện các nghị quyết, nội dung của nghị quyết đó. Đại biểu Hội đồng Nhân dân thì có trách nhiệm tiếp công dân theo quy định của pháp luật, và khi nhận được khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân thì đại biểu Hội đồng Nhân dân phải có trách nhiệm nghiên cứu kịp thời và phải chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết, thông báo cho người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị biết về cái kết quả cũng như là cái tiến trình giải quyết, và có trách nhiệm là đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết các cái khiếu nại, kiến nghị đó của các cơ quan, tổ chức, cơ quan. Và người có thẩm quyền giải quyết phải thông báo cho đại biểu Hội đồng Nhân dân về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân và trong cái thời hạn mà do pháp luật quy định. Trong trường hợp xét thấy cần thiết, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị công dân không đúng pháp luật thì đại biểu Hội đồng Nhân dân thì có quyền gặp người đứng đầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cơ quan để tìm hiểu, yêu cầu xem xét lại, hoặc là khi xét thấy cần thiết thì đại biểu Hội đồng Nhân dân yêu cầu cơ quan, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cung cấp, cấp trên trực tiếp của họ phải tổ chức giải quyết những cái việc đó. Như vậy là chúng ta có thể thấy rằng là cái quyền cũng như là cái trách nhiệm của đại biểu Hội đồng Nhân dân thì rất là được pháp luật quy định rất rõ ràng. Trong đó là cái trách nhiệm ấy, thì chúng ta nhìn thấy hai cái trách nhiệm rất là cơ bản mà cử tri cần biết và có thể thực hiện. Thứ nhất là đại biểu Hội đồng Nhân dân là phải đi họp và phải đóng góp ý kiến, phải tham gia biểu quyết, phải thực hiện cái quyền dân cử. Khi cử tri đã cử mình ra, bầu mình ra, tín nhiệm mình thì mình phải thực hiện cái quyền được cơ bản như vậy. Thứ hai nữa là phải lắng nghe cử tri, tiếp nhận thông tin của cử tri, trách nhiệm phản ánh của cử tri và bảo vệ quyền lợi của cử tri trong các cái hoạt động khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, và phải sát sao với cái nội dung đó. Và các cơ quan tổ chức mà xem xét giải quyết khiếu nại, tố cáo mà không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ thì đại biểu Hội đồng Nhân dân có quyền kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý, rồi là yêu cầu thu thập thông tin tài liệu, yêu cầu báo cáo. Thì đó là những cái trách nhiệm rất cụ thể của nhân dân trong việc là đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân và bảo vệ nhân dân trong các cái
quan hệ hành chính dân sự hoặc là trong những cái hoạt động mà pháp luật đã quy định quyền cơ bản của công dân. Vâng, thưa luật sư, làm như chúng ta đã tìm hiểu thì đại biểu quốc hội có quyền miễn trừ, thế còn đại biểu hội đồng nhân dân thì có quyền miễn trừ không, và cái quyền miễn trừ này thì được quy định như thế nào? Vâng, có thể nói rằng là đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân đều được quyền miễn trừ. Tuy nhiên, để miễn trừ đến đâu, miễn trừ như thế nào và thể hiện như thế nào thì phải căn cứ vào quy định của pháp luật. Thì hiện nay đại biểu hội đồng nhân dân thì được quy định là được miễn trừ khi làm nhiệm vụ, có nghĩa là khi thực hiện nhiệm vụ thì miễn trừ, còn nếu mà không thực hiện nhiệm vụ mà khi ra đời sống xã hội mà thực hiện các hành vi vi phạm luật thì sẽ bị xử lý. Vâng ạ. Thì với việc thực hiện quyền miễn trừ ấy, thì pháp luật quy định là không được bắt, giam giữ, khởi tố đại biểu hội đồng nhân dân, khám xét nơi ở và nơi làm việc của hội đồng nhân dân nếu không có sự đồng ý của hội đồng nhân dân, hoặc là trong thời gian hội đồng nhân dân không họp mà không có sự đồng ý của thường trực hội đồng nhân dân. Như vậy, trong trường hợp mà cơ quan tố tụng phát hiện ra hội đồng đại biểu hội đồng nhân dân mà vi phạm pháp luật thì phải có trách nhiệm thu thập thông tin tài liệu và báo cáo với thường trực hội đồng nhân dân hoặc là hội đồng nhân dân để được xem xét quyết định. Đấy, nếu thường trực hội đồng nhân dân hoặc hội đồng nhân dân đồng ý, xét thấy là cái việc bắt giữ, khám xét có căn cứ, đúng pháp luật và cần thiết thì hội đồng nhân dân hoặc là thường trực hội đồng nhân dân cho phép, thì lúc đó cơ quan bảo vệ pháp luật mới được quyền thực hiện các cái hoạt động tố tụng như vậy. Trường hợp mà đại biểu hội đồng nhân dân bị tạm giữ vì phạm tội quả tang thì cơ quan tạm giữ phải báo cáo để hội đồng nhân dân hoặc là thường trực hội đồng nhân dân xem xét quyết định. Thì đó là những cái quy định thể hiện cái quyền miễn trừ của đại biểu hội đồng nhân dân. Vâng. Xin trân trọng cảm ơn luật sư đã tham gia chương trình.